mẹ về nhà ăn cơm bay. Hèn chi nhờ cái câu này mà nó đẻ nó cấm eo lý xù của lộn, nó cấm xì lúc dách miết, nó cấm mà không có cơ hội bích luôn, mà thậm chí mà bích được là nó đè nó chữ kia mày, thiệt mà các bạn chắc ngỏ mà đúng không, có kiểu 10 thằng bích xì lúc dách là kiểu 89 thằng là quýnh ngu rồi nó chữ vậy đó anh em. Tại cái này là hồi nãy tôi bích nó chữ tôi vậy đó tôi mới biết, chứ bữa giờ có chơi liên quân nhiều đâu biết. Mà đã vậy anh xì lúp dách còn có nhiều câu còn ghê gớm hơn nữa đúng không ta? Thỏ bảy màu nè. Cái gì ta? Khả năng đặc biệt của tôi là cái gì đó? Đi chung gì nhất định sẽ dảnh củ tỏi chung gì đó anh em. Trời ơi toàn mấy câu chí mạng không mà trời. Rồi không lẽ giờ đây là vị tướng quốc dân của Liên Quân Mobile ta? Kiểu bích cái lạ đè nó chữ đó các bạn. Có khi nào anh xì lúp dách sẽ sáng ngôi luôn đeo cái xù không? Thôi, giờ cái chuyện đó ông ta bỏ qua một bên đi ha. Tập trung vào vấn đề của trận đấu nè. Vàng nha. Coi coi nào yếu máu cái đã. Vô combat là chúng sanh bình đẳng nha anh em. Không có chuyện mà AD support với nào yếu máu là đè đập anh em ơi. Thằng này yếu máu nè. Chưa té luôn. Băng vô luôn. Xúc nó luôn. Ok, con dê luôn. Gần của em gần đây. Ok, hợp lý rồi đó. Ổn rồi đó các bạn. Nắc đốc. Nó đứng cái chổng rồi. Y Phan hình như là nó chạy dưới các bạn. Định găng mình hay sao á. Trời ơi. Mình mà quánh AD á các bạn, muốn găng mình là cả một vấn đề chứ không phải dễ đâu. Không có đâu anh trai, dễ ăn lắm. Nó đợi mình ra farm nó lụm mình đó các bạn. Nhưng mà đâu có được. Rồi mà bà con cô bác ơi, cái xì kinh của xì đúp dách thỏ bảy màu này nè, bà con nhận được cái hôm nào vậy? Bà con comment cho tính báo biết với nha. Và bao nhiêu bạn được sở hữu cái xì kinh này mà miễn phí nha. Miễn phí nha anh em, đây là sự kinh miễn phí của anh gà chị gán tặng nha. Nó tặng cho ai á chứ không có tặng cho em, tại em chưa có làm nhiệm vụ. Thì bắt đánh cái gì ba chục trận đúng không? Các bạn nhận được từ hôm nào thì các bạn nhớ comment cho anh biết cái nha. Mấy chục nồi bánh tét rồi đó, tôi mới lần đầu tiên tôi thấy là anh gà chị gán tặng một cái bộ sự kinh mà miễn phí. Mà nó đẹp bà đỡ, nó đẹp súng đạn nó đẹp thì thôi nhé, đẹp lên bờ lọt ruộng nó đẹp mà xỉu úp xỉu đau như là cái sự kinh đỏ bảy màu luôn á anh em. Hiệu ứng hình ảnh âm thanh các kiểu đồ ta nói nó bà đỡ đúng không các bạn? Đúng gì chuyện đó bỏ qua bên đây nè, xíu nói sao nha. Hai con này nó láo nó bát nháo kiểu này chúng ta phải ủi rồi ôi nữa rồi ví dụ như bây giờ mà mình giả bộ mình bật chat lên mình hỏi gần ơi sao không găng, sao không găng ra đi mà găng tốt quay. Ôi ô đã đi sao ngăn nó có chữ tôi không ta, chữ thiệt á anh em, cùng đi AD mà mình fit cái mình đổi thừa không có được đâu nha. Ráng tập trung vô bật haki quan sát vô, nhìn mắt nhỏ đầu vô, chết mất đổi thừa. Ok con về. Ô bà Phan nãy giờ chơi game chưa, chào bà con nha. Nhớ rồi đó, cho nên là bây giờ là hú le egi bà đi à nhan thề ô chào anh ý cặp. Welcome to my channel. Chờ nếu funny ghém mình TV của em nha. Cho em xin phép chào câu này tới khi nào em hết làm YouTube bé thôi nha mọi người. Chứ không chào câu khác đâu. Có thêm câu nữa. Cái câu kia thì chắc để clip sau đi ha. Không biết bà con còn nhớ câu đó không. Nếu bà con chưa nhớ thì clip sau bà con sẽ nhớ. Còn bây giờ chúng ta bỏ cái chuyện đó qua bên và tập chun vô vấn đề của trận đấu nè. Đậu bắp nè em, là em không có ưa, em không có phái nữa rồi nha bà con quá nha. Em nhìn nó là em dị ứng tới rồi đó. Trời ơi, sao mà tự nhiên nó cứ bá vô em hoài vậy ta. Trời ơi, quýnh xì lúp dách thỏ ha. Bò thì vô nó ủi. Gia ta thì nó ban cho nó xúc. Cái kiểu như máy xúc, máy ủi, máy cày, máy bường vậy đó anh em. Nó làm thấy ghê lắm nha, đó giờ xuống kiếm tôi luôn kìa. Vậy thôi giờ tôi bỏ, tôi cho các con chơi, chuyện đâu căng. Tại sao các bạn? Tại vì con gia ta nó rất là mạnh. Mình tướng tủ con gia ta mà mình biết. Kỹ năng nó ghê lắm anh em. Nó dùng skill rồi làm tốc biến bay cái dèo vô một cái đỡ sao kịp. Tốc biến nữa tội nghiệp tôi. Tốc biến để xài mấy pha quyết định chứ đâu có sợ, đâu có phải kiểu để xài tào lao biết đau được. Cho nên là
phải cẩn thận này các bạn. Đó đâu, đó 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 đó, không biết ăn hết của ông nội ngoại gì nữa nha. Rồi mày nua, mày là con tao liều mà ăn ngang mày. Ơ kìa. Đúng là thỏ bảy màu làm giàu cho bạn. Nhưng mà các bạn ơi, cái pha đó các bạn biết sao mà mình băng vô mình chơi tới nó không? Chứ đâu phải mà tự nhiên vô chổng mà làm mình làm mấy anh em. Trời ơi, phải có lý do hết chứ, có cái mục đích với ban vô chứ, phải tự nhiên khư khư mắt ông mới cha ban chứ liều chứ tới vậy các bạn. Không phải, nếu như các bạn không tin nha, các bạn nghĩ mình đang ngụy biện lý do lý chẩu đó, các bạn cứ tua lại các bạn sẽ thấy là anh bò đã vô quăng trụ, máu đã tuột rất là nhiều. Còn anh gia dân ta thì đã dùng chiêu cuối, nó cũng hết bana. Cho nên em mới quyết đoán em ban vô em chơi liều chơi tới nó luôn. Khi mà em ban vô anh đang phóng ngon lành cành đào thì anh tô văn bò, anh làm qua bò ủi xong anh còn bò ngóng, rồi sau đó anh kia anh bát em bằng cái đánh thường, anh nắc anh bá vô nữa, em chạy cái kiểu quần đùi gì bà con cô bác ơi. Trời ơi, bay màu thôi, cái đó chỉ có bay màu thôi chứ không thể nào mà bảy màu được nha bà con cô bác nha. Và đó là ai? Thỏ bay màu. Hồi nãy giờ làm giàu với tên bạn hơi nhiều nha nữa đó. Rồi xong rồi là con, lần này thì ai cứu mày? Ai cứu? Ai cho mày lương thiện đây? Trời ơi, quá trời nữa rồi. Nó chơi tới lắm nha, nó lại kiếm em. Cái chỗ nào có em là chỗ đó có nó nha. Bây giờ là em phải hết sức là cẩn thận và để ý hai khứa. Một là bà con biết ai đó, thằng đang nằm đây à. Hai là thằng nào? Bé khỏe bé châu nha anh em. Đó mới nhắc. Ê, ghê lắm, hai khứa này như là kẻ tết với nhau hay sao á. Mấy ngày vừa qua là nó không có thiện cảm với lại xì tiếp dách đó các bạn. Mình nghĩ là vậy, mình nghĩ là vậy chứ không có lý do gì mà đậu bắp đó. Hồi nãy giờ vô đầu game tới giờ là chỉ kiếm em thôi. Còn bò là nó auto nó ủi, đó nó lại ủi vô em tiếp bà con thấy không? Khổ quá mà, thiệt luôn á. Không biết sống sao cho vừa lòng với tô văn bò này luôn á. Mà bây giờ lên cái đôi dép kiên cường thì đâu có đùa. Lên đôi dép đó là tốc độ đánh nó không có để chơi các bạn. Mà bây giờ các bạn biết gì đâu vậy? Đôi gì vậy cha? Trời ơi, trời ơi, gì vậy trời? Thôi đi mấy đi. Trên kia nó phá nhà tụi bay chở anh kè Rio Mai muốn vô tới trong luôn rồi. Vừa phải thôi. Cái gì mà đậu bắp ngoài kia tiền AD sụp bọt trong bụi kế cái trụ tiền ô mô má tịch ngô men đó anh em. Qua bên này thì gặp gia ta thấy tụi nó quăng chùi cuối luôn. Trời ơi, quá trời quá đất. Tôi vẫn chưa hiểu vụ gì diễn ra nha các bạn. Bị gì hồi bữa giờ đâu có chơi liên quân nhiều đâu. Không biết xì lúp giáp này có làm gì mấy này nó buồn không vậy? Các bạn ơi, các bạn có đang gõ cái vấn đề gì vậy? Tướng xì lúp giáp không? Bộ nó không ưa gì tướng này hay cái gì vậy? Thiệt mà, bữa đâu có chơi liên quân nhiều đâu. Các bạn nào bữa giờ xem clip với lại xem livestream mình nhiều các bạn biết rồi đó. Mình đang làm về một cái content về cái game mà trên PC đó. Với niềm hy vọng là sẽ phát triển được kênh nha. Nhưng chỉ phát triển lúc đầu thôi. Mấy cái sau không phát triển được nha anh em. Tại vì bà con không ủng hộ tôi. Đó kiểu vậy, buồn quá mà. Trời ơi, các bạn ơi. Còn có nhiều bạn hả, comment đồ, nhắn tin riêng đồ nữa. Anh Tính ơi, anh nên nhớ là liên quân là giúp anh phát triển. Ở gì rồi đại khái gì liên quân là giúp anh được như ngày hôm nay đó. Buồn anh Tính quá rồi, cái kiểu trời ơi các bạn ơi. Quá trời à. Bộ chơi game đó là nghỉ game liên quân hả? Ơ kìa. Anh em ơi. Ôi ôi, quá trời quá đất rồi. Cái game đó là nó chơi có mấy hôm là hết rồi. Là với người ta nha. Còn với cái trình ốc chó cho tôi thì tôi chơi chắc phải cả tháng đó. Mà cả tháng nó xong rồi là xong rồi, đâu có thể chơi được nữa. Bởi vì nó cái kiểu là các bạn nào mà gành game PC các bạn biết mà đúng không? Mà hồi đó cách đây khoảng tầm vài tháng là mình có tâm sự các bạn rồi. Là cái ghe hả, cái kênh của mình về liên quân là kiểu như nó kiểu như hết thời sao anh em. Làm hoài mà không lên view. Mình mong ước là sẽ sắp tới có một cái game gì nó hoành tráng đồ, nó tẹt cả là trời đồ, để mình bá vô mình làm với niềm hy vọng là sẽ phát triển được kênh. Và ngày hôm nay trong cái tháng 8 này, các bạn thấy đó, trong cái tháng 8 vừa rồi, hôm nay tháng 9 rồi, hôm nay là 2 tháng 9 nha. Đó, vô tình có được một cái game. Ai ơi, lại là cặp tôi hoàn cảnh thôi anh em nha. Ủa dù ơi, em không biết em làm gì hai này nó buồn, mà nó cứ kiếm em nó đập miết. Hồi nãy là em bị ăn vạ lây đó anh em. Bị sao? Bị gì nó đang me ga dách. Nhưng mà ga dách nó đứng gần cái chỗ em cũng gần chỗ ga dách.
cho nên là em với Gai Dách là bị đánh sụm nụ, mà cái thằng bị đề ba trước là Gai Dách chứ không phải Xì Lúp Dách. Xì Lúp Dách chỉ là đứng sau lưng Gai Dách thôi, còn Gai Dách đứng trước Xì Lúp Dách. Trước mặt Gai Dách là Tô Văn Bò, mà trước mặt Tô Văn Bò là có Xì Lúp Dách lẫn Gai Dách luôn, nhưng mà Gai Dách đứng trước mặt Tô Văn Bò, Tô Văn Bò ủi Gai Dách nhưng mà trúng luôn Xì Lúp Dách. Xì Lúp Dách với Gai Dách té bởi Tô Văn Bò, sau đó người ta bay vô trúng Gai Dách rồi mới trúng Xì Lúp Dách, rồi Xì Lúp Dách với Gai Dách té luôn đó, kiểu vậy anh em. Đó thì cũng tin gì các bạn cứ tua lại các bạn coi có phải không, chứ đây không các bạn bảo là mình nói điêu, nó là như vậy đó bà con của bác. Rồi xong ra là mày chọn cái cái đậu xanh, cái đậu đen, cái đậu đỏ, cái đậu nành, cái đậu rồng, cái đậu đũa, cái đậu que, cái đậu đại học, thôi cái đậu thập cẩm đậu cho lẹ ha bà con cô bác ha. Chứ bây giờ mà mình kể hết các loại đậu tới chừng nào, thôi chắc tới mùa đâm châu quá, ngồi kể mà kể không hết đâu anh em ơi, nhiều lắm anh em ơi. Ok con về, thôi xin phép bà con mình quay trở lại vấn đề nãy đang nói mà nó gian dở ha, là về cái vấn đề của cái tựa game mới đó các bạn. Chắc là các bạn cũng biết về cái tựa game đó mà đúng không? Bởi vì bữa giờ không biết gì nhiều, nếu mà các bạn lướt mạng xã hội từ YouTube tới Facebook luôn thì các bạn sẽ thấy về cái tựa game Black Myth Wukong là người ta vô người ta làm rất là nhiều các bạn. Thì cái content nó quá hot các bạn. Thì mình cũng thấy vậy, mình bắt chước mình vô mình làm theo. Trời ơi, phải nâng cấp máy tính đồ các kiểu luôn, mua tay cầm đồ rồi vô luyện tập đồ mới chơi được, chứ không phải dễ đâu nha anh em. Khó lắm á, mình đầu tư nhiều thứ lắm. Để chi các bạn, nãy có nói rồi đó. Với niềm hy vọng là sẽ phát triển được kênh, bởi vì nội dung quá hot mà. Mà cái game nó chơi không được lâu đâu. Cái game đó nó chỉ có 6 cái cảnh thôi à. Mà một cảnh là nếu mà cái người mà người ta chơi quen, người ta chơi chừng khoảng tầm 3, 4, 5 tiếng là xong rồi các bạn. Là 6 cái là xong rồi đó, là kiểu trong vòng tuần là xong rồi. Nhưng các bạn biết làm vậy để chi không? Có nhiều bạn là không biết nha. Tại vì nếu mà có nhiều bạn biết thì các bạn không có comment, là các bạn cũng sẽ không có nhắn tin mà nói mình kiểu vậy đâu. Hồi nãy mình có nói các bạn rồi đó. Làm như vậy là để trên kênh đó có về cái content đó, có về cái nội dung đó. Để ví dụ như ai mà lướt mạng xã hội người ta tìm thì vô tình cái kênh của mình sẽ được đề xuất cho các bạn. Và vô tình người ta xem, lỡ người ta thấy hợp gu, cái kênh người ta thích là người ta sẽ follow kênh, là sẽ phát triển được các bạn. Nhưng với điều kiện là cái kênh đó, ví dụ như người ta xem, người ta sẽ like, share, chia sẻ được cái kiểu nha, thì mới phát triển được các bạn. Chứ còn mình, các bạn thấy đó, các bạn không có like, share, chia sẻ, ủng hộ mình nhiều, mà các bạn còn hiểu sai về mình, các bạn không ủng hộ mình, ông cụ nội mình phát triển cũng được nữa. Ôi mà buồn thật sự nha anh em. Hồi đó giờ các bạn thấy rồi đó, mình chuyển bao nhiêu tựa game mình làm, mà mình chỉ cần qua cái game khác mình làm ngoài cái Liên Quân thôi là mình bị đả kích và công kích ngay các bạn, bởi những bạn fan thời vụ. Xin phép nói thẳng vậy luôn, thậm chí là có nhiều bạn fan mà kiểu cốt thép luôn đi, hoặc là nửa xém xíu nó bê tông luôn đi, các bạn cũng chưa hiểu rõ về mình, các bạn thấy mình làm vậy các bạn comment công kích và đả kích mình luôn. Nó là cái về vấn đề live stream game khác thôi nha. Còn ví dụ như là mình làm sao ta, mình chuyển qua mình live stream, các bạn cũng không xem ủng hộ. Clip nó vui hơn live stream. Live stream chán lắm. Rồi các kiểu nữa các bạn. Quảng cáo nhiều quá cũng thích. Ấy hồi đó còn shop cái kiểu đó các bạn. Có thể nào để cuối cái được, đừng để đầu được. Sao clip nhiều quảng cáo quá bớt được. Cái gì các bạn cũng không thích hết. Ấy những cái bạn nào mà nãy giờ mình liệt kê những thứ mà không thích nãy giờ, mà các bạn nằm trong số đó ngay tại bây giờ luôn càng tốt. Không phải là mình thách các bạn nha, không phải là mình thách mấy cái bạn đó, cái mấy bạn mà không thích đó, mấy bạn có thể nào quỷ đăng ký kênh giùm mình được không? Nếu mà nặng tay hơn nữa, các bạn có thể nào block kênh mình luôn được không? Để những cái thông báo về kênh của mình không có nhận về của các bạn nữa. Thì sao mình lại nói vậy các bạn? Đâu có một cái tựa game nào mà nó trường tồn mãi mãi đâu các bạn thấy đó. Nó đâu có thịnh hành mãi mãi được. Lỡ mà sau này Liên Quân mình không còn làm được, hoặc là cái tựa game Liên Quân nó không còn nữa, mình phải bắt buộc mình phải qua một cái tựa game khác để mình chơi, mình làm việc tiếp tục cái công việc này, thì không phải là Liên Quân thì kiểu gì các bạn cũng sẽ đăng ký, các bạn cũng sẽ quỷ đăng ký kênh và các bạn cũng sẽ block kênh mình ngay thôi, bởi vì đó không phải là Liên Quân mà. Và đặc biệt là cái quảng cáo các bạn trong cái video á, chỉ có cái quảng cáo nó xuất hiện thôi mà 5 giây các bạn bỏ qua, mà đâu phải là chục cái quảng cáo trong cái video đâu các bạn. Mà các bạn cũng cằn nhằn, các bạn cũng không ủng hộ mình được thì các bạn vô kênh coi để làm gì? Để các bạn qua những cái nền tảng nào mà không có quảng cáo bạn coi đi, sẽ đỡ làm phiền hơn. Quá trời quá đất rồi, công kích nhiều lắm nha, cái gì các bạn cũng thích hết. Mà buồn thật sự các bạn, cái đó thà là anti fan nó nói không sao, ban quá một là xong, mà lóc cái hết nói này nói nọ luôn. Mà nếu mà fan mà nói buồn lắm anh em. Thôi bây giờ bỏ qua mấy chuyện đó đi,
tập trung vô vấn đề của trận đấu nha. Chị game thôi anh em ơi. Sau khi các bạn nha. Thôi hôm nay chắc là mình cũng đã nói được những gì mà mình cần nói trong mấy ngày vừa rồi đó, mà không có tiện nói trên cái live stream. Vì nói trên live stream thì đâu có ai nghe đâu, đâu có ai xem đâu, không em được hết. Còn clip thì các bạn sẽ nghe được hết. Tập trung chơi game thôi nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau ăn tà thần, rồi kết thúc luôn trận đấu này. Nhưng mà hình như ăn tà thần bằng cái niềm tin nha anh em. Ăn bằng cái niềm tin nha. Bởi vì cái thằng bên kia nó còn hai đứa Omen và Yata, cho nên là bỏ các bạn. Bởi vì sao? Bởi vì các bạn cũng đã thấy được cái trình của Gia Yata bên kia rồi đó. Gà dách nói gì ta? Nhót hả? Trời ơi, ý mà đậu phộng nó nhót mà phía 6 mạng rồi đó anh Gà Dách ơi. Em không nhót thì chắc nãy giờ cái chục mạng với Yata đó. Anh hay vậy quá. Ý là trời, không hẳn ăn chứ đâu nôn nóng. Tà thần nó cũng của anh em tụi mình thôi à. Nói vậy cho tém an tâm các bạn đó. Hên xui đi. Nhưng mà bây giờ các bạn thấy rồi đó, tà thần ra thì đừng có mà núp nữa, đừng có núp mà canh gịnh tà thần với nó, phải cử người ra đẩy nha các bạn, thấy ghiêu mau đó. Hợp lý chưa? Hợp lý à? Đẩy lính để mấy kia về đép, cái bắt đầu quánh lộn ở đây cấu rỉa máu từ 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 ha. Thằng nào mà nó xung cà che đếm số cái là bắt đầu là cơm bát rần rần len là chiếm lại đây. Đây rồi, hợp lý anh em ơi, nói gì nữa. Đó 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 đó, đó, đó luôn. Ừ, lại là ảnh tô giang bò. Nhưng không sao, em lượm được gia ta là em vui rồi, là em mừng rồi. Ủa mà phán ơ kìa, ơ kìa, trời ơi hên thế à. Wow, được phóng sanh khỏi trận đấu này rồi bà con cô bác ơi, mừng quá trời. Clip của mình có thể sẽ kết thúc tại đây rồi. Và đây là bộ đồ cũng như là phù hiệu mà mình sử dụng trong đấu ngày hôm nay với tướng sĩ Giáp nha, các bạn có thể chơi thử đó, mạnh lắm á. Hẹn gặp lại các bạn ở những clip tiếp theo nha. Cảm ơn tất cả các bạn rất là nhiều. Chúc các bạn có một ngày cuối tuần và ủa lộn hôm nay đầu tuần rồi. Chúc bạn có một kỳ nghỉ lễ thật vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình người thân nha. Còn bây giờ thì bye bye và hẹn gặp lại.